Những thông tin chính yếu có trong chương trình ngày mới. Quan chức Nga nói Belarus có thể đưa quân vào Ukraine. Thương mại Nga-Trung đạt con số cao kỷ lục trong năm 2022. Chính thức tạm dừng thu phí BOT quốc lộ 51. Tiêu điểm, gia đình người Trung Quốc đoàn tụ sau 3 năm chia cắt vì Covid-19. Chuyên mục kỷ lục Guinness, kỷ lục về người bóc vỡ nhiều táo nhất trong thời gian 1 phút. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Ngày Mới hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023. Hồng Quân và Ngọc Mai xin được kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và an yên bên gia đình của mình. Vâng, chào ngày mới quý vị khán giả và chào ngày mới anh Hồng Quân. Và kính thưa quý vị, trong những ngày này thì không khí Tết đã cận kề lắm rồi. Và ngày mai đó là ngày 23 âm lịch và theo như truyền thống của Tết cổ truyền đó anh Hồng Quân thì đây là ngày mà tiễn đưa ông Công ông Táo về trời. Và Ngọc Mai tin rằng các gia đình Việt Nam cũng đang chuẩn bị sửa soạn những cái mâm cúng với cái mong muốn đó là gửi những cái lời cầu nguyện về một năm mới bình an và hạnh phúc cho cả gia đình của mình. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì trong bản tin ngày mới ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có những khuyến cáo trong việc thực hiện cúng ông Công, ông Táo như thế nào. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng giữ nhịp với chương trình ngày mới ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 30 giây đầu ngày. Hãy cùng đến với những cập nhật quốc tế đáng chú ý trong 30 giây đầu ngày. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Alexei Polishchuk nói rằng Belarus có thể đưa quân vào Ukraine nếu bị tấn công. Những ngày qua, Nga và Belarus liên tục tiến hành tập trận ở gần biên giới Ukraine. Một số ý kiến cho rằng đây là các bài tập cho binh lính dự bị mới được quân đội Nga gọi trở lại. Sau quá trình đào tạo sẽ được gửi ra tiền tuyến, ông Polishchuk nói với hãng thông tấn TASS, theo quan điểm luật pháp, nếu Ukraine tấn công và vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ Belarus, Belarus hoàn toàn có thể trả đũa và mang quân tiến vào Ukraine. Từ khi xung đột bắt đầu, Belarus là đồng minh quan trọng nhất của Nga, cung cấp cho Nga hậu cần và lãnh thổ để mở mặt trận phía Bắc, bên cạnh mặt trận phía Đông và phía Nam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 1 cũng cho biết quân đội nước này phải luôn trong tình trạng sẵn sàng với bất kỳ điều gì xảy ra ở biên giới Belarus. Theo số liệu chính phủ Trung Quốc mới công bố, thương mại nước này với Nga đạt giá trị cao kỷ lục trong năm 2022 là 190 tỷ đô la Mỹ, lý do là xuất nhập khẩu các mặt hàng dầu mỏ và khí đốt tăng vọt. Năm 2022, buôn bán với Nga chiếm 3% tổng ngoại thương của Trung Quốc. Thương mại hai chiều đã tăng trong 6 tháng liên tục, nhất là về dầu mỏ và khí đốt. Ví dụ, lượng khí hóa lỏng vận chuyển bằng tàu hỏa từ Nga đến Trung Quốc đã tăng gấp đôi, vận chuyển bằng đường ống Siberia cũng tăng 50%. Ngoài ra, do bị phương Tây cấm vận, Nga cũng tăng cường mua các mặt hàng nhất là linh kiện máy móc từ Trung Quốc, do các ngân hàng Nga bị ngắt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Thương mại Nga-Trung 2022 chứng kiến giao dịch bằng đồng đô la Mỹ sụt giảm, thay vào đó hai bên đẩy mạnh dùng đồng nhân dân tệ và rúp. Thưa quý vị, ông Pesh Pavel, 61 tuổi, một tướng lĩnh về hưu và cựu chỉ huy NATO, hiện đang dẫn đầu cuộc đua Tổng thống Cộng hòa Séc theo nhiều cuộc thăm dò mới đây. Ông Pavel chạy đua với tư cách là ứng cử viên độc lập. Ông từng là chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO cũng như một tướng lĩnh cấp cao của Cộng hòa Séc. Ông thu hút sự chú ý của công chúng khi chỉ trích chính phủ trung hữu hiện nay là làm quá ít để giúp người dân đang trong cơn bão lạm phát giá cả hàng hóa. Đối thủ của ông Pavel là cựu thủ tướng Babis và giáo sư kinh tế Denis Nerudova. Chức vụ tổng thống ở Cộng hòa Séc chủ yếu mang tính lễ nghi, nhưng cũng có quyền lực do nắm quyền bổ nhiệm thủ tướng, giám đốc ngân hàng trung ương và các thẩm phán. Ngoài ra, tổng thống cũng có tiếng nói trong các hoạt động đối ngoại. Chuyển sang những cập nhật trong nước, thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã có thông báo tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 51 đoạn từ km 0+900 đến km 73+600 theo hợp đồng BOT đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ 7 giờ ngày 13 tháng 1. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, PVEC, chủ đầu tư dự án BOT mở rộng quốc lộ 51, tháo dỡ các barrier ở các làn xe qua lại trạm, tổ chức trông coi bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát hư hỏng tài sản thiết bị. Cục Đường bộ Việt Nam cũng có hướng dẫn nhà đầu tư tính toán, hoàn trả tiền cho các xe đã mua vé tháng và vé quý còn thời hạn sử dụng tại các trạm thu phí của dự án.
Vào cao điểm đi lại Tết Nguyên Đán cũng là lúc tình trạng lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội diễn biến phức tạp hơn. Trong đó, việc lừa mua bán lại vé máy bay, vé tàu ngày càng tinh vi. Đại diện một hãng hàng không cho biết rằng hiện nay các hãng hàng không đều trang bị tính năng kiểm tra code vé trên chính trang web của hãng. Sau khi hoàn tất việc mua vé và được cung cấp code, hãy vào trang web chính thức của hãng bay để kiểm tra lại. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng phát thông báo và đưa ra khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt hay mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt, mua qua các ứng dụng điện tử. Kính thưa quý vị, mở đầu cho chuyên mục tọa độ thế giới ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện về một gia đình của người Trung Quốc đoàn tụ sau 3 năm vì đại dịch Covid-19. Thì sau khi nhập quốc tịch Singapore cách đây hơn 10 năm thì cô Chu Wen Hong vẫn về thăm gia đình ở Thượng Hải một cách thường xuyên. Thế nhưng mà từ khi Covid-19 bùng phát thì cô đã không thể trở về cố hương được nữa. Và từ đầu tháng 12 vừa qua, Trung Quốc chính thức mở cửa và ước mong của cô cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Trong thời gian Covid-19 hoành hành, Trung Quốc là nơi có chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt bậc nhất thế giới. Người nước ngoài gần như không thể đến, trừ trường hợp đặc biệt. Dù sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, cô Chu cũng không ngoại lệ. Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà. Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu. Dù giá vé cao do nhiều người về quê ăn Tết, nhưng thật vui, Tết năm nay tôi sẽ đón cùng gia đình. Từ khi Covid-19 bùng phát, các đường biên giới đều đóng lại. Chúng tôi không thể trở về, người Trung Quốc cũng không thể ra ngoài. Khi Singapore mở cửa thì Trung Quốc vẫn đóng chặt, trừ những trường hợp đặc biệt mới được đi lại, có quá nhiều rào cản. Nó không khác mấy khi chúng tôi gọi video. Giờ đây chúng tôi có thể gặp nhau ngoài đời thật. Thật là vui biết mấy. Nó nói rằng nếu không thể gặp tôi hôm nay, nó sẽ không ngủ được. Do đó chúng tôi nghĩ mình nên gặp nhau càng sớm càng tốt, ngay khi nó trở về. Cô Chu tâm sự tiếp, năm nay cha cô đã 83 tuổi và mẹ cô 78 tuổi. Cô lo ngại mình sẽ không còn nhiều thời gian để gặp lại họ nữa. Vì vậy Tết này cô muốn ở bên họ càng lâu càng tốt. Và quý vị thân mến, những ngày sắp Tết Nguyên Đán này thì nhiều nơi trên khắp Trung Quốc diễn ra các lễ hội truyền thống mang bản sắc và tính hiện đại của mỗi địa phương. Không khí háo hức với năm mới của người dân cũng theo đó mà tăng theo. Lễ hội về đêm ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Tại quảng trường rộng 70.000 m2 của thành phố có 237 cửa hàng với rất nhiều đồ ăn ngon và các mặt hàng lưu niệm in đậm văn hóa của quê hương vị quan Bao Thanh Thiên, Bao Trừng. Có rất nhiều món ăn ngon và rất đông người, không khí thật sống động và háo hức. Là người dân Khai Phong, lễ hội đêm nay là một nét văn hóa đã in sâu vào suy nghĩ và tình cảm của chúng tôi. Các nơi khác không khí lễ hội cũng rộn ràng không kém. Tại tỉnh Giang Tây, một lễ hội pháo hoa đã diễn ra. Bên cạnh đó còn có 480 thiết bị bay không người lái biểu diễn trên bầu trời. Tại tỉnh Tứ Xuyên, người dân được thưởng thức lễ hội ánh sáng tuyệt đẹp. Các tạo hình của ánh sáng là biểu tượng truyền thống của người dân Trung Quốc nói chung và địa phương Tứ Xuyên nói riêng. Sau đây là chuyên mục Guinness Thế Giới. Thưa quý vị, anh Nasim Udin, người Pakistan vừa lập một kỷ lục Guinness đặc biệt, đó là dùng một tay để bóp vỡ nhiều quả táo nhất trong vòng một phút. Anh đã làm được điều này với 21 quả táo. Mời quý vị cùng theo dõi kỷ lục đặc biệt ngay sau đây. Những thông tin chính yếu tiếp theo, tiêu điểm trong nước, cảnh báo thắp hương đốt vàng mã gây cháy mùa Tết, tiền thưởng Tết âm lịch tăng 11%, Thành phố Hồ Chí Minh đủ sức cung ứng hàng Tết nếu tăng nhu cầu đột biến, cần nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong đăng kiểm xe cơ giới. Chuyên mục online toàn cảnh, lễ cúng ông công ông táo thả cá, xin đừng thả túi ni lông. Chuyên mục sách là bạn, lan tỏa hành động bảo vệ môi trường từ sống xanh không khó. Và cuối cùng là khoảnh khắc ngày mới, chợ hoa quảng bá những ngày mùa xuân.
Một cảnh báo đáng lưu ý trong nước, thưa quý vị, tại nhiều địa phương dịp lễ Tết trùng với thời điểm giữa mùa khô nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có những khuyến cáo để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Và kính thưa quý vị, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho biết là trong dịp Tết thì nguy cơ cao về cháy nổ xảy ra ở các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại. Vì vậy mà người dân cần cảnh giác, chuẩn bị những kỹ năng, thực hiện các biện pháp, trang bị thiết bị chữa cháy để phòng tránh cháy nổ. Đối với các ngành, các đơn vị, cơ sở cần tổ chức tốt hoạt động phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức, quy định về phòng cháy chữa cháy đến từng nhân viên, người dân. Cử người trực 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính ban đêm, để phát hiện, dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Đối với các hộ gia đình, cần đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để ngăn ngừa việc xảy ra cháy, lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố sẽ phối hợp với Công an các quận, huyện, Công an Thành phố Thủ Đức tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cung cấp kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tối đa việc đốt vàng mã để vừa tiết kiệm tiền bạc vừa đảm bảo an toàn về cháy nổ khi đốt vàng mã. Người dân cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng đèn sợi đốt, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm. Các khu dân cư tập trung nhiều nhà dễ cháy. Ủy ban Nhân dân địa phương cần nghiên cứu, tìm hiểu để nắm nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức thành lập và vận động người dân tham gia đội dân phòng và xây dựng các phương án chữa cháy tại các khu đông dân cư, tổ chức thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo khi xảy ra cháy, người dân nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy, đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 và tích cực tổ chức chữa cháy cứu người bị nạn. Chuyển sang cụm tin vắn trong nước, thưa quý vị, theo tổng hợp của Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 1,04 tỷ đồng. Năm nay, tiền thưởng Tết âm lịch tăng 11% so với Tết âm lịch năm 2022, bình quân là 6,86 triệu đồng một người. Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là 1,04 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở thành phố Đà Nẵng. Thông tin trên dựa trên thống kê từ báo cáo của 54.202 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tương ứng với 4,38 triệu lao động, chiếm 16,2% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước. Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thành phố Hồ Chí Minh 759,9 triệu đồng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 535,71 triệu đồng, tại Hà Nội là 400 triệu đồng, tỉnh Bắc Ninh là 379,8 triệu đồng, tỉnh Đồng Nai là 307 triệu đồng. Quý vị thân mến, các cấp ngành ngân hàng cùng hỗ trợ giảm lãi suất vốn vay giúp doanh nghiệp dự trữ hàng giữ giá ổn định, không tăng trong 2 tháng Tết, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm dịp cuối năm. Chuẩn bị cho hàng Tết thì Sài Gòn Co-op đã lên kế hoạch cách đây 6 tháng và chuẩn bị khoảng 30.000 tấn hàng. Hàng hóa được đảm bảo đầy đủ từ các nhà cung cấp. Năm nay thì các nhà cung cấp cũng chú trọng đến yếu tố chất lượng hơn so với số lượng. Đại diện Sài Gòn Co-op cho biết, đến thời điểm gần Tết Nguyên đán thì sức mua đang có chiều hướng tăng lên. Mức độ tăng trưởng ở khoảng 15-16% so với cùng kỳ và dịp gần Tết có thể sẽ tăng hơn nữa. Sở Công Thương cũng cho biết, dịp Tết thì doanh nghiệp bình ổn thị trường đã đưa ra 20.000 tỷ đồng để dự trữ lượng hàng. Trong tháng chạp này thì số lượng tiêu thụ dự kiến là khoảng 8.000 tỷ đồng do các doanh nghiệp này trực tiếp tham gia. Theo đánh giá của các đơn vị, năm nay lượng hàng tương đối dồi dào, nhưng ông Vũ lo lắng về sức mua vì thu nhập của người dân trong năm 2022 cũng khó khăn. Sở Công Thương kiểm soát giá và giữ giá theo giá bình ổn trước trong Tết một tháng. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường cũng sẽ không tăng giá trong 2 tháng trước và sau Tết. Một thông tin đáng chú ý thưa quý vị, Công an đã tiến hành điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động kiểm định, đình chỉ nhiều trung tâm, khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm và dịp Tết, với nhu cầu kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với Công an các địa phương, rà soát trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các trung tâm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại. Việc này nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện giảm ùn tắc trong công tác kiểm định hiện nay trên cả nước, đặc biệt là giai đoạn trước và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 6 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2023, thực hiện cấm ô tô khách giường nằm lưu thông vào nội đô thành phố. Và khu vực cấm ô tô khách giường nằm được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường, đó là quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1. Ô tô khách giường nằm được phép lưu thông không hạn chế thời gian vào hai hành lang ra vào bến xe miền Tây và bến xe miền Đông theo lộ trình. Hành lang ra vào bến xe miền Tây, quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương, bến xe miền Tây và ngược lại. Hành lang ra vào bến xe miền Đông, quốc lộ 1, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông, quốc lộ 13, quốc lộ 1. Thông tin về ngày đầu tiên cấm xe ô tô khách giường nằm lưu thông vào nội đô, Thượng tá Đoàn Văn Quế, Phó trưởng phòng PC08 cho biết, nhờ dự báo trước tình hình, đặt các biển báo, làm tốt công tác tuyên truyền nên nhìn chung các phương tiện, tài xế, chủ xe chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, PC08 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đến 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đồng loạt ra quân để xử lý nghiêm theo chỉ đạo. Thời gian tới, Cảnh sát Giao thông thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với hoạt động của phương tiện ô tô khách có giường nằm trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thưa quý vị, theo tục lệ cổ truyền của người Việt Nam thì cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo Quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình để báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa làm tốt của con người trong một năm vừa qua. Bởi thế mà vào thời điểm này thì người người nhà nhà sẽ chuẩn bị cá chép sống để phóng sinh, mang hàm ý là tiễn ông Táo về trời. Tuy là văn hóa truyền thống là như vậy, thế nhưng mà có một cái hiện thực rất là rõ ràng trong những năm qua, đó chính là sau lễ cúng, nhiều người đã vô tư thả luôn cả những cái túi ni lông xuống sông, ao hồ và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thậm chí là còn tồn tại hiện tượng đó là thả cá, rồi lại vớt cá khiến cho nhiều người bất bình. Và bây giờ là online toàn cảnh của chúng tôi. Cứ vào khoảng thời gian này hàng năm là trên các trang mạng xã hội lại ngập tràn hình ảnh chuẩn bị cho lễ cúng ông Công, ông Táo. Có thể thấy ngày Tết này đã có lịch sử mấy ngàn năm, với mục đích sâu xa là nhắc nhở mọi người biết sống theo luân thường đạo lý. Tuy nhiên, việc khóa vàng mã một cách tràn lan và thả cá vô tội vạ hiện nay lại tiềm ẩn nhiều điều đáng lo ngại hơn. Nếu dùng con cá chép để mà cúng ông Táo rồi thả xuống sông thì phải thả một cách trang trọng, tức là đưa cái bịch ni lông ra để cho con cá sống đến tận ngoài sông. Và ra đến đó rồi thì thả con cá nhẹ nhàng, quan sát xem con cá nó bơi như thế nào, đã an toàn chưa rồi mình mới bàn. Và đồng thời mang cái túi ni lông về, đó là ý thức bảo vệ môi trường. Ai không có ý thức đó thì tất nhiên họ chẳng biết gây ô nhiễm cho một dòng sông mà còn gây ô nhiễm trong cả cái văn hóa sông đang được đề cao hiện nay. Trong những năm qua, việc thả cá đưa ông Táo về trời luôn đi cùng lời kêu cứu từ môi trường khi nhiều người thẳng tay ném cả túi ni lông xuống sông, ao, hồ. Nhận thấy thực trạng này, các tổ chức cá nhân đã tình nguyện triển khai nhiều chương trình hoạt động thu gom rác, túi ni lông tại các khu vực thả cá hay khuyến khích dùng thùng, chậu buộc dây thả cá xuống sông. Bởi việc vứt túi cá từ trên cầu xuống không chỉ khiến cá chết mà túi ni lông cũng gây ô nhiễm môi trường. Để tiền ông Công, ông Táo cho cờ thì người dân bên cạnh việc tấp nập đến các địa điểm ven hồ sông để thả cá chép thì cũng với đó là một số người dân cũng ý thức kém là cũng quăng dục xuống sông, xuống hồ đủ loại bao ni lông nhựa gây ra các cái ô nhiễm môi trường. Thì đây là một cái việc làm mà tôi cho rằng là khó chấp nhận và chúng ta cũng cần lên án và cần phải thay đổi cái tư duy. Chúng ta biết rằng đây là những hành vi vi phạm pháp luật và theo như quy định của Nghị định 55/2021 thì cái hành vi này là có thể là xử phạt từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng, thậm chí có thể là phạt tiền từ 1 triệu tới 2 triệu đồng. Song song đó, việc một số người dùng vợt, bình điện rồi chèo xuống để bắt những con cá vừa mới được thả xuống sông cũng gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, tạo nên hình ảnh vô cùng phản cảm. Rõ ràng rằng đây là một cái hành động nó không phù hợp với lại cái tinh thần truyền thống. Ở đó thì chúng ta đề cao những cái giá trị được thể hiện qua hình tượng của con cá chép. Chúng ta đề cao những cái giá trị được thể hiện qua hình tượng của ông Táo, ông Công lên chầu trời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có một cái tuyên truyền nâng cao nhận thức để từ đó trân trọng những cái giá trị, trân trọng hơn những cái vật thờ cúng và đặc biệt là chúng ta trân trọng hơn phong tục truyền thống của đất nước.
Theo giáo lý nhà Phật, thả cá chép mang ý nghĩa phóng sinh. Còn phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công, ông Táo không chỉ là một nét văn hóa đẹp mà còn thể hiện sự từ bi của người Việt. Do đó, việc thả cá cũng cần đúng cách để đảm bảo ý nghĩa của tục lệ và tuyệt đối tránh làm ô nhiễm môi trường. Đến với chuyên mục Sách là bạn. Thưa quý vị, những năm gần đây, những thông điệp về môi trường như là hãy bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa được truyền thông khá mạnh mẽ để thay đổi nhận thức của mọi người về vấn đề chung của toàn cầu ngày nay. Và kính thưa quý vị, nhận thức được tình trạng của môi trường hiện nay, tác giả trẻ Nam Kha cũng tự thấy là mình cần phải thay đổi và lan tỏa thông điệp này tích cực hơn để tạo ra những kết quả nhìn thấy được trong việc bảo vệ môi trường. Thế là tác giả đã viết một cuốn sách rất trực quan, thực tế, góp phần cứu lấy trái đất qua quyển sách Sống Xanh Không Khó. Cuốn sách Sống Xanh Không Khó được chia ra 3 phần nội dung lớn, tương đương với 3 thông điệp cốt lõi mà tác giả Nam Kha muốn truyền tải tới người đọc, bao gồm bắt mạch môi trường, bật chế độ sống xanh và lan tỏa tinh thần sống xanh. Trong từng phần sẽ có những thư mục, thông tin hữu ích về môi trường như là thực trạng môi trường xám, những lầm tưởng về sống xanh hay là bộ quy tắc 5R rất phổ biến trên thế giới khi nhắc tới sống xanh. Thông qua những dẫn chứng thực tế được chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên kinh nghiệm của tác giả cũng như tham khảo những nguồn tài liệu uy tín, cuốn sách đưa đến độc giả những góc nhìn mới, tích cực và truyền cảm hứng, mang đến nguồn năng lượng tốt, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ cho môi trường xanh hơn. Đọc quyển sách Sống Xanh Không Khó là cách để thay đổi tư duy về trách nhiệm của mỗi người với hành tinh xanh này. Để giúp quý vị có thể chủ động hơn bắt đầu một ngày mới của mình thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những cái cập nhật chi tiết về tình hình thời tiết từ chị Vân Anh. Chào quý vị đang theo dõi thời tiết 24 giờ. Các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay nhìn chung đều giảm mưa, nền nhiệt tiếp tục tăng cao với mức nhiệt cao nhất phổ biến là 30 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong khoảng thời gian bận rộn cuối năm này. Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 16 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Tại Trung Bộ, mưa tiếp tục giảm, chỉ xuất hiện mưa vài nơi vào tối và đêm, trong khi sáng có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Hình thái thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ tương tự với Trung Bộ, khi trời có mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhưng nền nhiệt cao hơn với mức nhiệt cao nhất có thể đạt 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Quý vị lưu ý khi ra đường cần trang bị quần áo chống nắng, kính mát để tránh say nắng. Và sau đây là bảng nền nhiệt độ tại các vùng trên cả nước. Đến với khoảnh khắc ngày mới ngày hôm nay thì Hồng Quân xin được mời quý vị khán giả cũng như là chị Ngọc Mai cùng tiếp tục đến với một không gian ngập tràn sắc hoa. Và kính thưa quý vị, với những ngày giáp Tết như thế này thì chợ hoa Quảng Bá là một trong những chợ hoa lớn nhất nhì miền Bắc, tấp nập hơn thường lệ. Hương sắc của mùa xuân thì ngập tràn khắp chợ cùng với những nụ cười tươi rói của cả người mua lẫn người bán. Và để cảm nhận được không khí Tết tấp nập ở chợ hoa ấy thì bây giờ hãy cùng đến với khoảnh khắc ngày mới của chúng tôi ngay sau đây. Mỗi năm vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, chợ hoa Quảng Bá tại Hà Nội lại tấp nập hơn bình thường. Từ 21-22 tháng Chạp cho đến đêm 29 Tết, dù trời rét căm căm hay mưa ướt lép nhép, khu chợ đặc biệt này vẫn nườm nượp người. Phải đến tận nơi mới thấy sức hấp dẫn của chợ hoa Quảng Bá. Hoa ở đây bạt ngàn, tươi thắm đủ sắc màu đủ loại như hoa hồng, cúc, thực dược. Trên các cành hoa vẫn còn đọng những giọt sương đêm long lanh. Để được thưởng ngoạn trọn vẹn không khí, sắc màu của một phiên chợ hoa nơi đây thì vào khoảng thời gian 1 đến 2 giờ sáng chính là thời điểm tốt nhất. Những chiếc xe tải, xe thồ chở hoa sẽ ùn ùn đổ về chợ và chỉ một loáng thôi, cả khu chợ rộng lớn trở nên chật kín người và hoa. Thời điểm này là phiên chợ của những mối mua buôn nên đến chợ lúc này sẽ mua được những bó hoa tươi nhất, đẹp nhất cùng với đó là giá cả hợp lý. Tiếng nói cười, tiếng mời chào của người bán, tiếng trả giá của người mua nhộn nhịp nhưng không xô bồ.
tất cả đã làm nên một cái hồn cốt của một Hà Nội kiêu kỳ, trầm mặc. Và thật sự là với cái sắc hoa và cái không khí nhộn nhịp trong cái khoảnh khắc ngày mới vừa nãy, là cảm giác như Ngọc Mai rất là nao nức và chỉ muốn là ngày mai đón Tết luôn thôi anh Hồng Quân ạ. Và hy vọng rằng chúng tôi đã vừa mang đến cho quý vị những cái khoảnh khắc bình yên trong cái ngày mới này và những cái thông tin hữu ích. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày mới ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình ngày mai.